Sự đây phần bốn ngày nay dương cho mê riêng tí buồn nơi khả năng database system đã nơi khả năng mê riêng tí buồn trong đoàn chương cư dương nơi dây dân phí relational model 3 nơi khả năng nút cư dương nơi bắt đầu tới lời clip bên chia xâm khăn môi trầm nguồn nơi khả năng SQL đại dương bàn sắc xa việc khác là hơi cả nơi khả năng mê riêng tí bày nè ok cô nói không biết điện tí buồn này nè cô nói thì muối nâng ở dương xoay dô tờ lờ ca bóng cát nâng ca pra pra ví dụ nè vậy thế để hạ thà ví dụ và to mà tiết nhưng mà tí phí dư nâng dây phí index vậy thế chỉ index hay thả ta vì bảo là thả bây giờ ích là nếu khả năng ca riêng chọn tuần này là bỏ relational database hay tí bấy dương nâng thua ca cầm nót cơ đồ chìa xoay dô tờ lờ cả ta sự vật thể môi trường nuối nơi khả năng DBMS tỷ bốn dân nền GMP uốn cho bạc nè rồi có rule môi trường nuối nơi khả năng rồi có đại cầm nót đào DBMS đại dân hai thang entity integrity rule referential integrity rule nè hay dân GMP legal value integrity rule nè hay chuẩn bị bắt đầu tiết dừng nâng xoay như tôi lựa clear bên chia môi chùm nuốt bằng thám và bỏ SQL đã nâng thua ca cái nơi structure rồi có rạch cả sắp bọn được nông relay sản nó database đào xa dự bàn sắc xa khác là hai ca nâng không trong mê thiên tỷ bầy nè dừng nâng xoay như làm pi ca cầm nọt dùng này system catalog vậy tới chỉ system catalog ca pra system catalog chứ đàm hay trong cõi kế dương nền GMP store procedure vậy thế để hạ ta store procedure hay nền trigger nè đang cả bằng cách cơ chế cả prapra nền store procedure hay nền trigger nè ok chấp đoan đầu bốn dương nền GMP view nè chẳng ở vậy tới chia view nè ok cái này dương GMP view dự án dự thang vì cứ chia phần này mùi rồi bỏ database nè chia phần này mùi rồi bỏ database đài trở bàn cầm nót được bằng cả lãng xâm rạp user này mùi điểm mùi nè xâm rạp user này mùi điểm mùi ok và hay tư tiết dương là miệng tiêu hò tệ tồn chung mùi nông view nó phải để dân thuốc ca bằng cả view user có ở trong bạch evolve rồi có bẹp bọn cho mỗi nâng database thường mô tê user như trong sản phẩm tên lơ nè nà user như trong sản phẩm tên lơ đại sống khăn cư nè đại là có pra database hay chỉ bộ cơ lực rồi có hay chỉ programmer tại trơ cả access tất cả database rồi có nè bẹp bọn môi trường nguồn tiết nè ok bạn hay mùi tiết cái này dựa bạc cát với dũ việc đó nơi phiếp nghi sửa nè, sản phẩm user này mùi trong cả access tất cả database để chịu đảm bảo cả là bảo quản. Mình trong tập nó ví dụ việc bảo đảm security trong sản phẩm là security này tên này nơi khả năng database thường mùi nè, đặc sản dự bàn thuộc cả ban chạy view rồi có ban chạy nơi database thông mùi chip này sản phẩm bởi user đã miền tu nơi tí rồi có đại bẹp bò nâng có thuốc cả access tốt nế ok bạn cú tí hò chạy sử đánh đôi chìa nâng nông database premier product là bỏ dưỡng nế cơ lò máu user ai thuốc cả access tất cả table thêm ọ nâng nông database đôi chìa có ai từ select insert delete update nâng nông read ទៅក្នុង customer ទៅក្នុង order ទៅក្នុង order line ណាឬក៏នៅក្នុង table path អីជាដើមគាត់អាចធ្វើបានទាំងអស់ណាអឺជាទូទៅនៅក្នុង business មួយឬក៏នៅក្នុងកន្លែងនៃការគ្រប់គ្រងឬក៏ស្ថាប័ននៃការគ្រប់គ្រង database system មួយគឺ user ទាំងអស់គាត់មានអឺទូនាទីអឺរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងអឺតម្រូវការនៃទិន្នន័យដែលគាត់ត្រូវការដែលគាត់ត្រូវការ access ក៏ត្រូវបានកំណត់ដោយ
nè riệp chấm database rồi có đại gia hay cắt DBA ưu thế hot ha bậc lớp đại quan nơi này human resource này thuần thiên manu chẳng có ai thưa ca access ban tài được nong table riệp tài phần nào rồi có table đại group group bọn mình là bị bậc lớp luôn nè ok admin user phiên tiết đại quát cục cron tờ lơ xe vã á tệ tử chôn nế rưu có nợ phê đại tử chôn miên ca complain rưu có ca to va ấy chả đám dẫn user mình đã nâng có trời ca cục cron nơi tình này em bị customer toàn nế ok rưu có admin bậc lực class tiết rưu có user class tiết có cục cron tờ lơ stock tùm nình dẫn dưỡng trời ca bằng cách nơi view mũi đảm bây ai có ai access tất cả tại table đàn GMP stock tùm nình có ọt ai user nâng có ọt ai tự access tên hình này dễ bị bậc lực lua rồi có ọt ai access tên hình này dễ bị customer ai nô tệ rồi có ai miên user xin tiết để có ai thưa ca access tất cả table phí nè đối với table order hay là table order line như chợ đám có ai access tất cả table tem tại pin như thế thì tạo trong buổi nâng cao bởi chia tay như chợ đám nhưng riêng rằng thưa cả create new view xâm phạm user để mùi nè user đối chia bậc lực hàng phải human resource chuyển được bậc cao view mỗi đời có ai cục con tại tên lơ bậc lực lũ tê có ai tới cục con customer cả bởi chia tên rồi có cả cục con tên lơ tầm đánh như chợ đám đó nè có đối chia dương ai thưa cả bằng cách ví dụ xem tiền nè dương không thà dương ai vô bằng thám chạy tông chung bởi năng ví dụ mình này thà user có ở cho bài involve rồi có bẹp bọn chung bởi năng database tiền mũ tế cả năng có mần cho bài involve rồi có bẹp bọn chung bởi năng database tiền mũ simplification mê thầm mấy đó thiếp nghi rùa xâm rạp quạt nè thế hỏi có việc đó nè security phòng đài chúng đi chương hai thá view ok bạn chuẩn bị bắt top crappy giúp bạn xoay vô làm pi view dương trừ thưa cả bằng cách rồi có create new view các bằng cách view viết tẹt tông chuẩn bị nâng select command viết tẹt tông chuẩn bị nâng ca cầm not query đại giúp bạn sắc xa rồi bật hai cả được nông biên điện tử bảy chúng select command mà mắn vì mình được chia select from where group by order by having hay xin xin nâng chương cho command ở nâng dùm mà đảm bây create view nè ok hai chuẩn bị bằng time tạo tông chuẩn bị nâng view dương cả nà dương bậc cả view viết đa tu đôi chị bằng ui mùi tạc can đặt tạc bề window mới đặt bằng uội khu ưu tiên hot hand ở khung phía dưới bờ sân chỉ dương mơ bị khung phía tam bằng uội trên cài dương mơ khơi tê sự việc mỗi này này tê sự việc hàng tiền mua nơi hàng trung bình tiền và dương bờ tay bờ sân chỉ dương trên mà khẻ tiền giữa anh mơ tê sự việc trung bình luôn dương trước khi anh tiếp tiếp ví dụ ví đôi chỉ query mỗi đài đào tua đôi chỉ bằng uội mùi chẳng nè mình đã tha dương được không tết dương mới ban tại mùi này này đã tập biệt thằng mù lệ à giờ cục prong tại mùi này đã tập biệt thằng mù thì nè ok chuẩn bị mũi tiết tiệt tông chuẩn bị năng ví dụ chúng ta có sắm quán cả nãy dương chúng ta bằng cách ví dụ mình men mình đã tha dương bằng cách thay bỏ thay nội tệ nè vì pro viết cứ chia cả bằng cách nơi query viết tốt nơi SQL rồi có select command tại phần nào nè ok bạn hai bẹp bọn chúng mới nâng query đại ca trên pi view mình này tha nơi pi để create view mới hai dương ai pra SQL command đảm bay thưa ca access tam giờ view bao dương nâng dương thưa ca có xong qua từ lơ vì chấm nội đại cư năng đi chơi
nước non chuẩn bị bắt tọa. Ok bạn à ưu thế hoa tha dương miên miên user mà nè dial quạt group cron từ lơ tùm đánh còn tái tùm đánh để quạt group cron nắng cứ prophet tùm đánh cứ houseware chứ đáng cái than không là bê premier product tùm đánh miên bay prophet class với miên bay houseware AP miên là appliance hay năng SG miên là sporting good chúng miên user mà nãy nắng ạ, rồi có bậc lực nãy nắng ạ, quạt group cron từ lơ tùm đánh để miên prophet chỉ houseware có ớt ai cục rong tùm nâng bởi phép xem xe thiết kia bì hào sửa thế nhưng dương nâng phương ca create nâu vũ mùi ai quạt đảm bày access tùm nâng đài miên bởi phép chia hào sửa ok nhưng nâng nông SQL dương pra command mùi chmô tha create vũ nha trời chạm nha create vũ đọc clear chmô vũ chmô vũ chúng mua ví dụ cô ca rồi có lẽ khăn này cả đặt chúng mua ví dụ đối dương trọng bán xoay dụ cả vì dương create table nè mình phần màn chúng nói nè chập đàn đòi ai xo mình lệ lý kì ọt ai pra sinh nhà ăn ọt ai pra space nè dư ai pra bán tại sinh nhà underscore chữ đàm tổng tích như đặt keyword mua chúng ta ask nè ask và tổng tích keyword ask này cứ dương indicate nơi SQL command riêng rộp nơi select command né? Select command đã nâng indicate được đánh cho nơi ở với để dương trời include cho nông view bởi dương thông báy mũi chúng ta houseware này ok vì thó tha user mình đã nâng dương trong ai quát ai access tất cả ai khá tất cả label tùm đánh access tất cả description tùm đánh access tất cả on hand tùm đánh price. Ok, thả ta có ai access tới căn ai xeng ក្រៅ អំពី column ទាំងនេះ ឬក៏ អត់ អត់ អាច ទេ អញ្ចឹង យើង create view មួយ ក៏ អាច access tới căn តែ 4 column នេះ ទេ from ឈ្មោះ table ដែល យើង ចង់ create view ណា ឈ្មោះ table ដែល select command របស់ យើង ហ្នឹង ត្រូវការ បោះ ចូល ទៅ căn view របស់ យើង ហ្នឹង ok bằng mình nó không view của dương user nó có ai access tất cả tại tùm đánh để mình bảo phê chia houseware nè kể chứng dạy đã lạc hàn mùi where dương lọc score hay cho nó dọc chủ đề mình ha cho nó dọc tại tùm đánh ná để mình bảo phê chia houseware nếu dược bàn nó view mùi nè dược bàn nó view mùi dương mới tới đôi chưa tạo ràng mùi chẳng tiếp bất viết cơ chuyện là tập hóa đại ca chân phí select command bởi dương nhé nè dân user này nâng có ai access tất cả view mùi nâng bản nè đại chia tùm ninh đại miên bởi phết chia houseware ok chân này cứ chia command để dương prao đảm bây create view ủ tì hoa tha dương create view mùi chú bố tha houseware ok nè dương bình mơ view để dương bạn create tạo user bạn mình nâng cứ dương create với trên p table path chẳng nếu không table path thì muốn user mình đã nâng có ai access tất cả tại path nam description on hand hay nâng price có ai access tất cả class hay nâng warehouse bản thể vì bộ cái này select mình nâng dương cũng nó tại buôn cả lòng tệ để có ai view bạn có ai access bạn mình thêm tại phần nó record rồi có tùm ninh đã user nó ai access bán cứ tùm ninh để miên bảo phê chia houseware này miên bảo mạng record muối phí bày record này có đó ai access tất cả rồi có ai select rồi có view nó tên đơn này gp bảo phê tùm ninh xem xem tiết nội tệ ai tha tùm ninh bảo phê sg ní ai miền user này tiết cục cron AP này miền user tị bay nam này tiết có thừa cả cục cron chỗ nào chẳng ní chỉ ca sống qua bản thám từ lơ ví dụ mỗi chúng ta houseware để dự bán create làm bánh mình ok bạn mình dự bán thừa cả create ví dụ mỗi tạo user mình nè nè lấy
user nâng trở cả use rồi có pra-pra-nơ view nâng. Nhưng user nâng có ai sơ xê select command. Có ai pra-nơ select command đảm bấy tớ pra-pra-nơ view rồi có tớ tiên dọc nơ tình hình ấy trên p view. Nè, chẳng có xê mà select cái dựng đằng hay tha cái mình là tha column chẳng ọ. Nè, sẽ bảo lưu column ọ để dựng chọn bàn. From houseware. Nè, dân user có kết tha houseware này cư chia ấy cư chia table sạp gọt ta thiết bất viên mình mẹn thì houseware này cư chia với dũ bố để dân create ai gọt ok gọt ách đã lẽ khăn về nơi khăn ông tầm đinh đại miên và phê chỉ houseware nâng gọt trong bàn tay tầm đinh ná đại miên stock rồi có on hand tích chiên mãn tích chiên mà phê pram tỏ nế ok bạn chương này cứ chịu thì họ nơi bên dân create view ai user nâng user có từ use rồi có pra view nâng có ai pra select command đảm bấy select nơi rồi có cho nó từ đây một chuyện muốn trên view để dân create ai còn nâng tỏ nế ok bạn chuẩn mấy xung quan mũi nơi bên đài user có use view có pra view thả ta đi bìm ai vì execute cho mày dân ai cực tha đi bìm ấy về để user say command cả lớn nè net say command cả lớn ấy dân cực tha đi bìm ấy viết tới select cả lầm nó change p view house where on hand tổ chương mà phải pram tại thiết bất đi bìm ấy viết mình execute tới tam ở với để user cực rồi gọi dân cực nội tệ à với để đi bìm ấy viết tới execute viết tới nào cụ bỏ mặc ra về mình cái lại có sống có bây giờ cái lại nè nè cái lại p cho mình nè à với đại db máy vừa tới execute nãy vì mình execute tới tam à với đại dương kết khởi mình nội tệ db máy vừa execute rồi có query just đấy đại vừa tới execute cứ vừa execute đào vừa merging mình thấy mình merging rúa mình chốt nè rúa mình chốt nè nơi à query nắng nơi query về the user use rồi có pra view nâng chùm mũi nâng query dial define view nâng mình thay vì merge query về the view tại bàn create chùm mũi nâng query dial view tại bàn define chứng nếu cứ chơi query dial view tại bàn define bồn đồ bồn chứng đi bị mấy việc merge ở nâng việc merge ở nâng việc bình châu ở nâng chùm mũi nâng ấy chùm mũi nâng ở nâng nè mời ở pin này bắt chỗ kia này ok bạn mở chân nhà nè đi mở chân nhà lật tập hòa này mở chân nhà này nè chấm đi bị máy từ mời ở pin đang chỗ kia chơi nhảy đi bị máy về từ select do part name description on hand price chơi pin nè chơi pin thì bỏ part nó thế lẽ khăn gì vậy vẽ class aw lẽ khăn đi dự ban mà pin nè lẽ khăn đấy cứ chỉ lẽ khăn để mời được không nè nè nó không nè nè không pe dial view tập ban create ok hai cho lẽ khăn mới nè mời mau pin nè nè mời pe dial view tập ban pra nè nè ok chương này cứ chỉ avoid dial db máy viết thư cá execute bật bật cọt rồi nè chương này cứ chỉ cần bật call bật time để tăng chủ mùi năng cả execute đòi đi bìm ai từ lơ cả pra view robot user tam bây giờ select command ok bạn dương ai create view được nó access đòi nghe xua thế dương còn tại create nơi query nó hay save query nâng đưa dân toàn lọc ăn vào cái lò máu dương bật cao select query mũi hay dương cho save dựng đặt cho một query nối giữa ba bằng cả dạy hai biểu dạng data chia view nè ok bạn nếu không cả bằng cả view dựng ai đồ cho một field rồi có cho một column nè nếu không command SQL dựng ai sơ sê cho một field nếu không phải để dựng bằng cả rồi có pra nơi create view command bởi dương. Nếu không access, dương ai sẽ xe chung một field
thamay nâng nè đào tu sẽ bị bắt tọp sinh nhà colon mình nói sinh nhà colon sinh nhà colon mình nói thả sinh nhà chọc pi á nè sinh nhà chọc pi á ok bạn row and column subset view mình nói thả nếu bây giờ chúng ta create view vì mình nói column môi trầm luôn trên pi thì bỏ đàm hai được nó view có vì mình nói row môi trầm luôn trên pi thì bỏ đàm chắc sẽ đôi chia dư bằng cách view môi trầm bánh bánh nè chúng ta house where nè chấm nếu cứ chia subset column chia column môi trầm luôn đại strong trên pi thì bỏ phạt được nó view mùi tiết subset row cứ chia row môi trầm luôn nếu không thể bỏ phạt đã sẵn bỏ cho tất cả ví dụ bỏ dưỡng tại nế ok và cầm thay dương dụ bỏ thêm tựa tương cho mình nâng ca bóng ca ví dụ ok nếu không ví dụ nế dưới ai pra SQL command đảm bay rename nơi column một chân luôn được gọi fill một chân luôn để khu ba và hai những bánh bánh nặng nè chẳng mà dùng pra SQL cứ dùng cầm nót column được gọi chung fill bánh nặng nơi khu nông clear create view chẳng khu create nơi view houseware bánh làng vĩnh đây hình sẽ thật create view chung view nè bác vuông của chó dùng riêng rộp nơi chung column thầm mây được gọi chung fill thầm mây đã dùng trong rename được chia p năm p dash on hd price s đặt khi bấm s nhưng sẽ select command định môn chẳng select part năm nên đây tha part năm trở ban rename tới chia p năm nhưng select ấy tiếp description trở ban rename tới chia ấy p dash nhưng select ấy tiếp nhưng select job on hand trở ban rename tới chia on hd price rename tới chia price ta dial nè from path lẽ khán dương chọn bàn tay tùm linh ná đây mình prepare chia houseware ok bạn nấy cứ chỉ cá bằng cá ví dụ đời dương thưa cá rename nơi khả lâm được có phim môi trần nguồn nơi khả nóng SQL ok cá bằng cá ví dụ được nó access cứ dương cron tại create query nè add table chỗ tiền field mà chuẩn luôn để dương chọn bán cầm nót lẹ khăn xem xếng nè hai dương save view nó đã cho mua viên mùi máu nè dương save query đã cho mua viên mùi máu biết tha viết cứ chia view mùi hai chia view mùi hai nè được nó access nó đã đại dương ai cho ca create view đòi thưa ca rename field nè đòi dương tiên field này mùi đồng mùi chỗ hai bì mốc field này mùi đồng mùi nè dương đặt một field thầm mày đồ chìa part 5 dư rename đặt thầm mấy p 5 tờ xe viên nợ bì mốc hai khăn đòi xe nhà chốt bì colon nè xe nhà chốt bì description thầm ba rename tờ chìa p des on hand trở mà rename tên chia on hd price rửa xa đa đài class dừng tiên vì dơ mọc đầm bay thủ cả mọi lẹ khăn hay cả lại ní cứ kì ọt thịt tế để xa nực nông ví dụ kì ọt rơ ca bọc class nâng cho tư can ví dụ nụ tế ok chân ní cứ chia ca bọn cát ví dụ nực nông access ok bạn dừng có ác thủ ca bọn cát ví dụ đòi cho anh thì bỏ pi được gọi tràn pick là user nè được gọi bất lực năng trong phần muối còn mình cục rong tại tên lơ tại thế bỏ tại muối thì còn ai cục rong tình lấy đại viết tạo tông chúng mình thì bỏ pi được gọi bay được gọi tràn nè cụ thọ thạm bất lực đại cục rong tại lơ cả bận chia tình chẳng còn cục rong tại lơ bỏ miền khác bị customer dẫn tới có cục rong bỏ miền khác bị order dẫn dẫn tới cả ấy chỉ từ cả join nơi customer hay nâng order tờ này ok bạn
Nhiệm vì quân sở bát rà view. Né. Nhiệm bán đăng khlạc lạc đuôi mà hóa em vì quân sở bát rà view môn năng. Quân sở bát thì mối cứ data independent. Mẹ ta mấy data independent. Mẹ này thả phiếp ai kỷ rít này tên là này. Bếc là nực nông database system mối. Né. Rất nhá sắp bón rà bó database năng. Ai trở bàn prai prul, ưu tiêu hò thà, nực nông thê bò rịp. Dương ai add nơ khả lâm bằng thai mua chùm nuôn, chưa tư can thê bò rịp. Tỏa nế. Chẳng, vì ọt bác bò thật đó view, đại dương bác bằng cao tại ai user, đại là access tư can thê bò rịp nô tì. Dương ọt cho bác thơ ca cài, nơ dùm mà nay nực nông view nô tì. Nế. User nơi tại access tới căn table rip nâng tam rồi view nâng đó dial. Rồi có nơi pe dial pe khá nơi không rạch nhạc support rồi bỏ database mùi nâng miễn cả cài nơi relationship mùi chùm nguồn rồi viên table này mùi nâng mùi nâng database thằng mùi. Nhưng có viên mình phát bỏ tạo đó view dial ban thua cả bằng cá chân pi table đã dưỡng phương ca cài rồi có cầm nót lăng vinh nơi relationship được bỏ đài. Chân lý dưỡng hai ta chia data independent. User có nơi ta ai access tất cản database này đến database tam và dạ view để dưỡng assign rồi có cầm nót lại quạt. Ok, này cứ côn sập bạc tí mùi. Côn sập bạc tí bì. Each user has his or her own view. Mấy tha user mùi mùi có miền view bỏ quạt riêng luôn. Đôi chơi dựa bậc cao view, xâm đạp user mỗi đại quạt access tất cả bậc lực lúa. Dựa bậc cao view, tự ao user mỗi đại access tất cả customer. Dựa ai bậc cao view, tự ao user mỗi tiết đại access tất cả customer phong, tất cả order phong ở chợ đàm. Rồi có cục prong stop, dựa bậc cao view mỗi xâm đạp user đại quạt access tất cả table, rồi có night, rồi có column mà chuẩn bước trong table part ở chợ đàm. Ok. Bạn. Hai con sắp bát mối tiết là bỏ view. Né, cái này dân create view. View nâng cầm nót tại field mối chùm nuôn sắp rạp user thế. Né, đôi mảnh nâng dân miền thể bỏ path để miền tràn field bằng tái. Dân create view mối đại dân cầm nót tại field mối chùm nuôn. Field chạm bát mối chùm nuôn đã chia thầm rơi cá robot user. Né, dân author cầm nót field xây tiết đại mảnh men chia thầm rơi cá robot user ai user nụ phong tề. Né. Thế, chắc cả nãy dưới cầm nót bếp nị bán. Mình hãy dừng đoàn là simplifier. Mình hãy đoàn là phép nghiêng xuống sắp rạp cá mơ khơi đoàn bỏ user tất cả database thằng mùl. Còn mình chọc bạch access tất cả ở có xoay dụ làm bì phía xe tiết để còn chọc bạch access tất cả ở có xoay dụ tất lửa phía để chọc bạch mơ chuẩn luôn để chia tầm rơi cá đoàn bỏ còn. Hay mình thâm tế bởi nó vì đoàn là security tất lửa tình hình ấy tiết. Né. User để còn asset tất cả rip còn asset tất cả tại bộ lực lũ ấy còn từ lúc từ cái từ đây bị customer user để còn asset tất cả customer còn ai từ lúc rồi còn từ cái từ đây để tạo tàu mới rip rồi còn order ấy nữa thì tuần này trên này cứ dừng như vậy bị con số bắt khác lá robot view ok bạn này cứ chỉ ở thì họ này cả bằng cách view chỉ muốn nâng ca rename field mùa chùm nuôn hai nâng ca bằng ca chênh bì table lớp bì mùi rồi có join table bì dâng dâng create view thông bà đá dâng bà command create view ní chư chmô view để dâng create hai nâng cư chìa column mùa chùm nuôn để chạm bách để dâng tựa cả bỏ cho tựa can view nâng as ní cư chìa select command bà dâng chân xe mất select column chạm bách mùa chùm nuôn để user có thở cả nè from rip kia customer này cứ chia cả join table p để dùng bàn xuất xa cả là không median thị bày được nó SQL hay lẽ khăn để dùng cập nọt này được không cả join table p nâng cứ dùng tại để cập nọt lẽ khăn mùi nịp hoặc đài nè chấm dưới create view này hỏi user nâng có ai access tất cả bỏ miền mùi chùm nguồn nực nóng thế bó thằng pin nè ok bạn
dương ai thứ ca anh vợ khla khla tiện tông chủ mùi nâng ví dụ nè đòi lầm hạn đấy cứ chỉ lầm hạn được non assignment mì điện thị bay bao dương tiện tông chủ mùi nâng premium product là tập bay bao dương nâng ok và đòi cả nóng của ao dừa xe tại SQL này à lấy dương còn là do cả SQL nâng do một create chia ví dụ mùi create chia ví dụ mùi nè ok và miễn tiện ó đọc pi lầm hát nè đọc pi sầm núa đại dương ai thừa ca anh vót từ lơ ca create new view được bao dương ok bạn chúng ta bắt đầu cuộc trò bài hai và time tích chụp bộ ca create view được con ông MySQL nè ok bạn đầm bay create view được con ông MySQL dương thừa ca start rồi có chấp đoàn với cảm thị MySQL đã dùng cho tôi lưu start dùng vài cái thả MySQL MySQL command line client mình nhé ok hồi dùng tôi cả bình chỗ nơi password ok đòi xa group ban start service MySQL hỏi hai nè bớt sân chỉ dùng một toàn ban start service MySQL dùng từ cả từ start service MySQL chỉ muốn sân ok ở lớn dùng cấp bung tại không MySQL server tạm giờ MySQL console dùng năng thuộc cả create view muốn create view dùng từ cả connect từ can database nào mới cứ database chung một premier product bây giờ nè chung một database bây giờ cứ premier nè chung database change dùng vào command mới chung một thả show table nè đảm bài check mơ thả ta chúng ta đảm bài premium nó miền table lạc là chân này cứ chạy table đại miền ok chân dân chạp đam create view chân ca create view dân tôi sẽ đặt dân phở command mới SQL command mới chúng ta create view nè đó clear chung mua view bởi dân mấy dân trong create view mới chung mua ấy hardware ok as tờ nế hay set tốt rồi cho bật tốt defining query mình thả SQL rồi có select command đại dương cầm nọt à với đại dương tất cả bình chô tất cả nông view mua chung mua thả hoặc sẽ bởi dương chứng kỳ dương tất select ấy dương select dọc path underscore nam dương select dọc ấy khá tiết description rồi có mà giải được on hand giới tiết price ok from pita pina pitable mua chú mua phạt lẹ khăn cho mình nè khi chọn dọc tại tầm đánh ná đại miền prophet GAW class smile aw យើងអាចសេសតតូចក៏បានដែរបិទសេមីកូឡុនត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើង enter មកនេះ query ok មានថាយើងបានធ្វើការ create view របស់យើងមួយឈ្មោះថា houseware យើងចង់ដឹងថាតើ view ហ្នឹងមាននៅក្នុង database premier ហើយឬនៅដល់យើងប្រើ command show table លំបាញ់មិញហ្នឹងណា enter មកយើងឃើញមាន view មួយនៅក្នុង list ជាមួយនឹង table ដែរបញ្ជាក់ថា houseware នេះមិនមែនជា table ទេវាគឺជា view វាផ្ទុកនៅ SQL command select command តោះណាបាទអញ្ចឹងគុំច្រឡំវាថាជា table គ្រាន់តែថាយើងអាចប្រើ command show table ឲ្យវាឃើញ view នឹងផងដែរ okay បាទឥឡូវតើតោះជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ view ឬក៏ user គាត់ log ចូលទៅកាន់ database គាត់ access ទៅកាន់ view មួយឈ្មោះ houseware ជាគាត់ select អីគាត់ access select ផ្កាយឬក៏ select column មួយចំនួន from houseware ដែលជា view តែសម្រាប់ user គាត់គិតថាហ្នឹងគឺជា table សម្រាប់គាត់តែវាមិនមែនទេវាគឺជា view ណាជាគាត់បិទ semicolon ត្រឹមហ្នឹងនេះអ្វីដែលគាត់អាច access បានអ្វីដែលគាត់អាចមើលឃើញអាចដាក់លក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍ថា
dương select guide from house where nè user gọi đại lạc hành tham ấy where ấy do ta tùm bình ná đài biên on hand thông chiêng mà phải prạm where ấy where on hand thông chiêng mà phải prạm ok bật xe mì khá lắm in thơm á nè tùm bình mùi mục ok dân này cứ còn cụ chọn tụ cặp bằng hành khá lá tạo tông chung bình ká create view nè dưới ách thuộc các create view đòi dương rename field có column một chùm nguồn dưới có ách thuộc các create view đòi dương thuộc các join nơi thêm bỏ bì khi nông cả đại đại view nâng user đã access tất cả view nâng cứ có trời ca tình hình ấy đại thêm nông thêm bỏ bì rồi có bay rồi có tràn chuyên nâng nè chân xong thuộc các anavod là tự lưu lùm hát nực nông slide bánh bánh nè nè nông càng trong slide bánh bánh nè đồng hạt này cứ ở chậm bạch thời ca send chậm lại ai cụ thế anh award luôn ấy nè chừng ngó rồi có chừng ngó thằng ná ai sưu cụ bàn nè chừng cái năng chừng miền bọn năng nè ở cồn